Vâng, hàng hot, cực kỳ hot về nha các bác. Đây là những con đơn hàng trong sáng nay thì nhận về rất là nhiều âm ly lúc ma mà các bác mà ghép với những dòng loa Mỹ JB thì không thể thiếu rồi. Đây là những dòng con 308, 309 và 309V. Đấy, các bác chơi JBL hay là chơi những dòng loa Boxell của châu Âu, Anh Quốc, Đức hay là dòng loa Nhật, các bác thích chất âm của lúc ma tinh tế và tròn đầy ngọt ngào. Thì đây là em về được là 4 con 308 và một con 309 và một con 309V. Nói chung là hàng đẹp sắc nét hết cho tất cả các bác nha. Các bác thể thấy này, từ ốc gỗ cho đến là mặt tiền và mé là mé chắc mãi về. Hàng là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam hết nha các bác. Các bác thấy độ đẹp của nó này. Đây là con 309V này, con trên cũng là 309V, 28,5 triệu nha. Đối tác của những dòng loa JBL, tăng noi vân vân, những dòng loa nghe nhạc cao cấp 309V 28,5 và Lukman 309. 309 là phiên bản đầu tiên để nâng cấp lên 309V. 309 đẹp keng luôn nha các bác, đẹp keng luôn này, các bác thấy này. 309 18,500,000. Trên lệch với 309V 10 triệu nhưng mà so với 10 triệu đó thì con này quá đáng để chơi cho các 309 này. Chắc âm thì ná 9,5 với 10 cho 309V thôi nhưng mà nó lại tiết kiệm được 10 triệu. 18,5. Còn 308. 308 thì ở phân khúc giá tốt cho các bác nha. 308. 4 cọc đẹp keng sa beng luôn nha các bác. Từ ốp gỗ này. Đây các bác thấy nha. Long lanh luôn nha. 308. Giá 14,800,000. Về 4 con toàn là hoa hậu thôi nha. 308 thì trong tầm tiền các bác rất là dễ chơi. Những dòng loa 4312, những dòng loa Bass 2530 của JBL, dòng loa Boxell vân vân. 14,8 triệu. Đã bao gồm phí ship nha các bác, tất cả giá bên em đã bao gồm phí ship nha. Rồi đi đến về được một con 1D5 1650 Gold Limited nha. Rất là mới nha các bác. 11,500,000. Đã bao gồm phí ship và kiện riêng. Tất cả hoạt động hoàn hảo đẹp long lanh luôn nha. Đây phía trên của các bác, mời các bác cùng ngắm này. Đấy. Và đây là cặp Boss 301 Series 3 thùng vàng nguyên shop mà em đã thông báo cách đây 2-3 ngày. Thì giá nó là 17 triệu nha các bác, 17 triệu. Đã bao gồm phí ship, bác nào chốt thì nhanh tay nha. Mỗi chỗ người ta bán cái cặp này nếu mà thùng shop là phải 17 năm trở lên. Tại vì em đáo trực tiếp. Nếu không thùng là 15 triệu 7 nha các bác, không thùng 15 triệu 7 em có hai cặp cái này. Nếu các bác mua không thùng. Và đây là những bộ mixer. Mixer bãi Mỹ về. Sáng nay về được 6 bộ. Đây các bác thấy. Những mixer thì em chỉ là ship bay về thôi. Nên nó là hàng Mexico với Mỹ thôi nha các bác. Mà đường này về cục nguồn ở 4 cầu nha. Với cục nguồn này rất là tiện. Made in Mexico hết, cục nguồn Mexico luôn nha. Về là bộ SM58 là tất cả những dòng mixer thì đợt này lên giá 200,000 nha các bác. Khi các bác mua mixer đều có bộ tặng kèm một bộ pin sạc nha, pin sạc. SM58 là giá 8,2 triệu nha các bác. Nếu các bác lấy hai tay thì nhân hai số tiền lên. Rất là đẹp nha. Những hàng bay thì các bác khỏi ăn bàn và đồ đẹp nha. Đấy, SM58 thì em về được 4 cây, cây nào cũng gọi là mới long lanh luôn các bác. Các bác nào mình thích hát mixer và muốn sưu tầm mixer bãi Mỹ xịn thì liên hệ cho em nha. Em chuyên những dòng này. Và te beta 87A thì về được 2 bộ nha. 2 bộ. Giá là 12,2 triệu. Tại vì giờ giá cái gì nó cũng lên các bác. Từ vận chuyển cho đến đồ gì cũng lên. Nên là em cân đối thì nó lên mỗi sản phẩm là 200,000. Đây là te 87A nha các bác. 87A. Nó cao cấp hơn. 87A thì hát thiên về ấm áp. Giá 12,2 triệu. Còn SM58 thì là 8,2 triệu. Nếu các bác lấy hai tay thì mình nhân hai giá tiền lên. Đều có pin sạc và phụ kiện đầy đủ nha. Đây là anten đầu thu thì cực kỳ đẹp. Rồi thì tiếp theo đây là hai con Marang này các bác. Marang 1250 Gold. Đây là một trong những dòng âm ly có độ chi tiết cao của hãng Marang với thiết kế rất là sang. Vàng Gold nha các bác, mới tinh nha. Các bạn thấy vỏ gỗ đó này. Đấy.
Mới tinh. Con này giá 22 triệu 500 ngàn nha các bác, 22 triệu 500 ngàn. Và con một con bao dòng khủng long của Marang. Các bác nào mà đang có con rề đèn hoặc là con rề của những hãng khác mà cần một con bao hay á thì lựa chọn con này. Tại vì đây là về không có rề nha các bác, về con bao thôi. Nếu mà có một rề của nó là đi theo con rề 3600 nha. 3600M, đây là model là B51510 dòng Pro Gold. Một bộ nếu mà rề bao là hơn 65 triệu. Mà đây về con bao thôi nha các bác. Bao này rất là hay nha và mạnh nha. Chạy sò Motorola, công suất cả 1000W và điện 110 nha. Mới tin nha các bác. Giá là 32 triệu nha. À, hai volume cho hai kênh, trục nguồn. Đây là chỉnh đèn vây của sản phẩm. Rất là mới. Đây mà có con rề đèn hay là con rề nào mà lúc man là rề Marang là gíp vào là hết bài nha. Con này mà các bác gíp ribe như dòng Lobat 30-40. Quá tuyệt vời, giá 32 triệu nha các bác. Rồi thì sáng nay về được nhiêu đó. Thì lúc man 308 là 14 triệu 800 ngàn, 309 là 18 triệu rưỡi, 309V là 28 triệu rưỡi, Mixua SM58 8 triệu 2, Beta 87 12 triệu 2, Boss 351 Serie 3 nguyên thùng là 17 triệu, Marang 1250 Gold 22 triệu 5. Rồi con bao kia thì 32 triệu, con CD thì 11 triệu 5. Tất cả giá bên em bao gồm phí ship. Đấy, bác nào sưu tầm Mixua cứ alo cho em nha. Đối với các bác cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên tùy theo giá trị sản phẩm. Phí thu hộ thì 10% trên giá trị thu tiền. Còn tiền ship thì bên em bao ship cho các bác. Chuyện không đủ thì em bớt 200 cho các bác. Chuyện không đủ thì bên em luôn bớt 200 ngàn nha.